trò chúng ta lại gặp nhau trong tiết 4 của chủ đề 3 xây dựng tình bạn và tình thầy trò. Thông qua 3 tuần trải nghiệm vừa rồi, cô đã thấy các con trưởng thành lên rất nhiều trong cách ứng xử với thầy cô và với bạn bè. Vậy, để ca ngợi tình bạn, tình thầy trò, cô đã yêu cầu các con về nhà chuẩn bị những câu danh ngôn, châm ngôn, những câu thơ hay những câu tục ngữ nói về tình bạn, tình thầy trò. Bây giờ, chúng ta hãy cùng lưu lại những lời hay ý đẹp ấy ở trong những bông hoa danh ngôn. Cô mời các con làm việc theo nhóm 6. Cô sẽ phát cho mỗi nhóm một bông hoa và chúng ta hãy cùng viết những câu danh ngôn, câu châm ngôn hay những câu thơ đó vào. Đã hết thời gian, cô nhận xét phần thực hành của các con. Cô thấy các nhóm làm việc rất sôi nổi. Bây giờ cô mời đại diện của mỗi nhóm. Các con hãy cử một người mang những bông hoa danh ngôn của nhóm mình lên trên này nào. Cô mời các bạn. Các con ơi, chúng mình hãy cùng ngắm nhìn những sản phẩm mà các con đã làm lúc trước. Các con thấy có đẹp không? Wow. Nhưng mà những bông hoa này chỉ đẹp thôi thì chưa đủ. Bây giờ cô vẫn muốn các nhóm, các bạn đại diện chọn ra một câu danh ngôn, một câu thơ, một lời hay nhất để chúng ta cùng xem là cái thông điệp mà câu nói đó gửi đến cô và các bạn là gì nhá. Cô mời nhóm 1 nào. Cảm ơn cô và các bạn. Sau khi nhóm con cùng ngồi lại và quyết định chọn ra một cái câu tâm đắc nhất ấy, là sẽ chọn câu thời gian dẫu bạc mái đầu, tim trò vẫn tạc đập câu ơn thầy, thể hiện sự biết ơn chân thành sâu sắc của người học sinh dành cho những người cô giáo. Thể một lời cảm ơn rất nhiều tới các thầy cô giáo đã dạy cho chúng con ạ. À, tốt quá, cảm ơn nhóm 1. Rất hay và ý nghĩa đúng không các con? Cô mời nhóm 2. Vâng thưa cô, mà câu mà bọn con thấy ấn tượng nhất là lặng xuôi năm tháng êm trôi, con có kể chuyện một thời rất xưa, rằng người trèo trống đón đưa, mặc cho bụi phấn giữa trời rơi nhiều. Câu này thể hiện rằng là dù năm tháng đã phai nhạt nhưng mà ký ức vẫn về các thầy, các trò vẫn không bao giờ quên. À, rất hay và ý nghĩa đúng không các con? Rồi. Đã có 2 nhóm nói về cái thông điệp về tình thầy trò, tấm lòng của những người học trò dành cho thầy cô của mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng mong rằng là nhóm 3 sẽ chọn ra những câu danh ngôn hay nhất về tình bạn bè, đúng không nhỉ? Mời con. Con được cô là nhóm con đã chọn ra một câu, đó chính là sang sâu phải bắt cầu kiều, muốn con hai chữ phải yêu lấy thầy. Câu này muốn nói là muốn học trò học giỏi chăm ngoan thì phải biết ơn lấy thầy, những người thầy đã dạy cho mình. Rồi, rất tốt phải không các con? Rồi. Cô mời con nào. Vâng thưa cô, nhóm con chọn ra câu hay nhất đó là người bạn xấu như là một cái bóng, nói theo ta đến chỗ nắng nhưng lập tức rời bỏ ta khi ta vào chỗ dâm. Câu nói này có nghĩa là chúng ta không nên chơi với những người bạn có ý đồ xấu, không muốn chơi thân với ta mà nên chơi với những người bạn tốt, có ý đồ tốt với chúng ta. À rồi, cảm ơn con. Chúng ta nên chơi, không nên chơi với những người bạn có ý đồ xấu và hãy tìm đến những người bạn mà mang những điều tốt đẹp đến cho ta. Rồi, cảm ơn con. Cô mời con. Con cô là con chọn câu hay nhất, đó là nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Có nghĩa là một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Câu nói này nói về muốn ca ngợi người thầy. À rồi, muốn ca ngợi và giúp cho học trò khắc ghi công ơn của thầy cô, đúng không? Cô mời Hồng Anh. Vâng, cô. Khi suy nghĩ, nhóm con đã chọn ra câu hay nhất, đó chính là
mất đi một người bạn cũng như là mất đi một cánh tay của mình. Nói rằng người bạn cũng như một cánh tay đắc lực của mình, họ giúp mình trải qua những lúc mình đau buồn, mình gian nan, mình muốn chia sẻ cảm đau gì, người bạn nó luôn ở bên cạnh mình. Khi mình mất đi thì mình sẽ không còn ai chia sẻ nữa. Một thông điệp rất là hay và ý nghĩa về tình bạn, đúng không nào? Cảm ơn con, cô mời cô. Vâng, thưa cô, và nhóm con đã cùng bàn luận và câu từ bỏ một người bạn chân thành là từ bỏ đi chính cuộc đời của mình là những câu hay nhất của con nhóm con. Câu ngoài nói lên là khi bạn tìm được một người bạn nó cũng rất là khó, nhưng tìm được một người bạn chân thành nó còn khó hơn. Khi bạn bỏ nó đi thì bạn cũng như là tự tay bỏ chính cuộc đời của mình đi vậy. À, rất hay, cảm ơn con. Rồi, thật là tuyệt vời đúng không các bạn? Rất là hay. Rồi, mời nhóm cuối cùng, nhóm 8 ạ. Con thưa cô là nhóm con đã chọn cho cô hay nhất là nghề giáo, nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Vì làm nghề giáo là nghề truyền kiến thức vào những thế hệ tương lai của đất nước ạ. Cảm ơn con, cho bạn một tràng pháo tay nào. Thông điệp của bạn rất hay, chỉ có điều là bạn chúng ta hơi run một chút, hơi mất bình tĩnh một chút thôi. Và cô hy vọng là thông qua cái hoạt động trải nghiệm này thì các bạn sẽ giúp cho bạn nhiều hơn để bạn tự tin hơn khi đứng trước đám đông. Nhất trí không nào? Rồi, cảm ơn các con, mời các con về chỗ. Các con ạ, bên cạnh việc làm những bông hoa danh ngôn thì chúng ta còn có thể tiến hành theo những cách khác. Và hôm nay cô có chuẩn bị cho các con một cuốn sổ có tên là cuốn sổ giao tiếp của lớp 6A1. Và cuốn sổ này sẽ ghi được rất nhiều những câu danh ngôn, không chỉ những câu danh ngôn, những câu thơ hay, những lời hay ý đẹp, mà còn ghi vào đó những cái cách giao tiếp hay, những kỷ niệm đẹp của tình thầy trò để các con sẽ ghi suốt cho mình trong cả một năm học cho đến hết năm lớp 6. Bây giờ chúng ta hãy cùng quan sát nhé. Ở mỗi trang sổ này, cô đều đặt tên của các con, mỗi người sẽ được sở hữu một trang. Các con thấy những bức, những cái hình họa trang trí trong đây có đẹp không? Rồi. Và trong này cô giáo đã chuẩn bị cho tất cả chúng ta là đủ 48 người đều có tên ở trên đây. Tuổi học trò lớp 6 của các con chỉ có qua một lần và không bao giờ quay trở lại. Cô hy vọng rằng khi kết thúc năm lớp 6, khi nhìn lại cuốn sổ này, chúng ta đã thấy rằng một năm học lớp 6 trôi qua thật đẹp và ý nghĩa. Cô sẽ trao cuốn sổ này cho lớp trưởng và hàng ngày, hàng tuần các con hãy viết vào đây những kỷ niệm đẹp, được không nào? Thông qua 3 tuần trải nghiệm vừa rồi, chắc hẳn các con đã rất là hiểu bạn mình. Cô muốn xem các con đã hiểu bạn mình đến đâu. Bây giờ cô sẽ tổ chức một hoạt động. Cô phát cho các con mỗi người một tờ giấy A4 và trên đó có dán băng dính hai mặt. Các con sẽ làm theo hiệu lệnh của cô, đứng lên và đặt tờ giấy A4 lên lưng của bạn mình. Các con sẽ viết trên đó một điều con thích ở bạn và một điều các con mong muốn bạn mình thay đổi. Các con đã hiểu hình thức hoạt động chưa? Rồi. Quay.
cô thấy các con đã chia sẻ rất nhiệt tình về những điều mà mình thích ở bạn và những điều mình mong muốn bạn mình thay đổi. Bây giờ các con hãy nhìn vào tờ giấy mà bạn đã nhận xét về mình. Chúng ta hãy xem là bạn mình đã nhận xét về mình như thế đã đúng chưa? Nào, cô mời một bạn đứng lên cùng chia sẻ về những điều mà bạn mình nhận xét mình nào. Cô mời con. Con ơi, cô là bạn chia sẻ với con là điều thích ở bạn là bạn rất cởi mở, chủ động giao tiếp, giới thiệu và làm quen ạ. Điều chưa thích ở bạn, muốn bạn thay đổi là thỉnh thoảng bạn vẫn hay đùa dai làm người khác khó chịu ạ. Vậy theo con là bạn mình nhận xét về mình như vậy đã đúng chưa? Con đưa cô là bạn đã nhận xét đúng về con rồi ạ. À rồi, rất tốt, bạn đã nhìn ra được ưu điểm và nhược điểm của mình rồi đấy. Cô vẫn muốn được nghe các ý kiến khác. Cô mời con. Con đưa cô là điểm tốt về con mà các bạn nhận xét là học giỏi, ngoan, nghe lời cô giáo, lễ phép với thầy cô, thân thiện với bạn bè. Con thưa cô, điều mong muốn là điều các bạn mong muốn con thay đổi là bớt học giỏi ạ. Con thấy các bạn nhận xét về mình như thế đúng chưa? Con thưa cô, các bạn nhận xét thế đúng rồi ạ. À rồi, cảm ơn con. Ngay cả cái lời mà các bạn góp ý về bạn cũng rất là đáng yêu và rất là đáng khích lệ đúng không? Và rất là khích lệ bạn đúng không nhỉ? Hoạt động vừa rồi cũng là một cái cách để các con nhìn nhận lại bản thân, xem là mình đã tốt ở điểm nào và còn điều gì cần phải thay đổi. Và cô hy vọng rằng là những điều mà bạn khen ngợi mình thì mình hãy phát huy, còn những điều mà bạn góp ý với mình thì các con hãy cố gắng sửa đổi để hoàn thiện bản thân hơn nhé. Để khép lại chủ đề này, cô mong muốn được lắng nghe các con hãy chia sẻ về những thuận lợi và khó khăn trong suốt cái hành trình 4 tiết chúng ta thực hiện hoạt động trải nghiệm xây dựng tình bạn tình thầy trò. Cô mời các con hãy chia sẻ nào. Cô mời Hồng Anh. Con nói cô là sau khi được tham gia và trải nghiệm chủ đề này, con thấy những thuận lợi mà con đã đạt được là hiểu biết hơn về bạn, biết được những cách ứng xử với thầy, với là những bạn bè, học sinh. Những khó khăn mà con mắc phải khi trải nghiệm chủ đề này là con chưa hiểu rõ được về bạn. À, con vẫn chưa hiểu rõ về bạn của mình. Rồi, cảm ơn Hồng Anh, những chia sẻ của Hồng Anh. Chúng ta sẽ cùng hiểu bạn của mình hơn trong những hoạt động trải nghiệm tiếp theo. Nào, cô mời những cánh tay khác nào. Cô mời con nào. Con ơn cô, qua 4 tiết con đã thuận lợi là con đã biết xây dựng một tình bạn, một tình thầy trò. Còn và biết nhìn nhận và nhận biết và giải quyết một vấn đề khúc mắc để cho tình bạn. Rất tốt. Thế còn khó khăn thì sao? Con nghĩ là khó khăn của con là không có. Bạn rất tự tin và không gặp khó khăn gì trong cả hoạt động này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng dở bài tập 1, nhiệm vụ 11 trong sách bài tập ra để cùng hướng lên đây đối chiếu những cái tiêu chí và số điểm cô cho để xem là với mỗi tiêu chí này thì chúng ta được bao nhiêu điểm và tổng của các tiêu chí của các con, điểm của các con là bao nhiêu. Điểm xong chưa nào? Rồi ạ. Bây giờ cô sẽ khảo sát số điểm của các con nhé. Những ai đạt được từ 12 đến 15 điểm, các con giơ tay. Ồ, rất là tốt. Ai đạt từ 8 đến 12 điểm, các con giơ tay. Có ai đạt dưới 8 điểm không? Thông qua phần khảo sát vừa rồi là cô biết rằng lớp chúng ta không có ai đạt dưới 8 điểm. Cô rất vui khi các con đã thực hiện rất tốt các kỹ năng trong chủ đề này. Các con ạ, mặc dù chủ đề đã khép lại, thế nhưng những kỹ năng này vẫn còn cần thiết trong suốt cuộc đời của các con. Và cô hy vọng các con sẽ không ngừng nỗ lực và rèn luyện những kỹ năng đó. Các con về nhà hãy đọc và thực hiện các hoạt động ở trong chủ đề 4 để chúng ta trải nghiệm trong những tuần tiếp theo.